Này chim, gì bơ dâu, tôi sẽ tặng quà mà cậu yêu thích. Cậu thích quà gì nhất tôi sẽ tặng. Tôi thích nhất là bờ lây si tọn nằm nhé. Ok tôi sẽ mua cho cậu. Mình sẽ mua bờ lấy tay sòn năm cho chim. Cô ơi cô có bán tờ lây tây sòn năm không ạ? À? Có bán con, để cô lấy nha. Của con đây. Con cảm ơn cô. Sao nó đi lâu vậy ta? Đau quá à. à. Tôi về rồi nè chim ơi. Âu không đường tại sao lại như vậy? Tôi sẽ nhớ cậu lắm chim. Cậu lên đó sống thật tốt nhé. Mình tặng pờ lây tây sòn năm cho cậu luôn nè. Cảm ơn cậu đã sống cùng với tôi. Và tôi chúc mọi người thật tốt. Tôi đi đây. Sao chim vô lâu vậy ta? tôi tới rồi nè. Đợi tôi chút. Tôi chút mọi người có một ngày vui vẻ. Giờ tôi đi đây, ba.